Bữa nay ngày thứ tư, rảnh hơn ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần rất là nhiều mấy bác lớn tuổi ở khắp tất cả các tiểu bang thế giới về thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật ở núi Thiên Long Sơn, về cũng thăm Kiệt luôn. Thì cảm ơn các bác, các anh chị. Tuần nào cũng kéo về ngủ khách sạn, bỏ đường xá lặn lội xa xôi, cả tuần đi đường từ khắp tiểu bang, Tasik, Canada, Úc, Thụy Điển, Pháp. Thì Kiệt rất là cảm kích và cảm ơn các bác đã về thăm núi Thiên Long Sơn, thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật và thăm Chúa. Hôm nay mình nói về tại sao Chúa lại chọn Kiệt là người truyền tin mà lại không chọn những người thông thái ở bên Công giáo như Đức Giáo Hoàng nè, mấy vị Hồng Y nè, mấy ông cha nè, học cao hiểu rộng, siêu trí tuệ, siêu trí thức, mà lại chọn dốt này không có hiểu gì nhiều Công giáo mà lại còn tu Phật. Thầy chút mình sẽ giải thích sau, nhưng mà mình lấy tựa đề làm gì thì Chúa sẽ tái lâm sau đệ tam thế chiếu, rất là gần, nghĩa là mình đang ở cận kề, cận kề có ngưỡng cửa chiến tranh. Cách đây mấy năm trước thì Phố Mô Sa Anh Long phỏng vấn Kiệt ở núi Thiên Long Sơn, lúc thời đó còn e ngại lắm, ngại lên trên mạng, ngại truyền thông, mình đâu muốn người ta cười mình nói chuyện tào lao đâu. Thì thời đó Kiệt nói là Cộng sản Trung Cộng chia năm xẻ bảy, tất cả những thể chế ma quỷ mà mưu mô tính toán gian ác độc tài trên thế giới mình gom lại hết nha, gọi là trục á, đồng minh mình là NATO đó. Thì những cái trục đó gọi là thể chế ma quỷ, nó sẽ biến mất trên cái quả địa cầu này rất là màu nhiệm và một cách cực kỳ không ai nghĩ, không ai ngờ được là tại sao lại xảy ra. Thì mỗi ngày những gì Kiệt nói thì quý vị phải có cái chánh kiến và theo dõi tin tức, thì quý vị sẽ kiểm nhận được những lời Kiệt nói đến ngày hôm nay hầu như trúng 95%. Chỉ còn có một cái là cái vị này sẽ xuất hiện thì là Kiệt trúng hết. Tất cả những cái ác của thế gian này phải trỗi lên hết trong cái thời đại này, những cái chiêu trò, những cái mưu mô của loài người, những cái gọi là mình sẽ không có sống nổi, và 18.000 đầu đạn hạt nhân tự mình chế tốn biết nhiêu tiền của, thì hôm nay á, nó làm cho 7 tỷ người trên thế giới không có một ngày nào, cả một người bình thường không có hiểu gì về chính trị hay là không có hiểu gì về tin tức, cũng không biết đọc tin tức, cũng phải hồi hộp lo sợ không biết ngày mai mình còn được nhìn mặt trời không nữa đó. Thì mình đang, tất cả 7 tỷ người, cả Kiệt luôn nha, mình đang sống trong sự hồi hộp đó. Trước đây năm 2019, trước khi Covid xảy ra ở dịch Vũ Hán, thì mình sống rất bình an, tất cả chúng ta rất là vui vẻ, sáng ly cà phê, chưa ăn cơm hủ tiếu, chiều lai rai không ở Sài Gòn á, rồi tối thì vẫn gia đình đi ca nhạc đồ, rất là vui nhộn. Nhưng mà mới có 2 năm thôi, tất cả mọi thứ đều biến mất hết, chỉ còn lại sự lo lắng hồi hộp, tương lai bất định. Tất cả chúng ta đang chờ một thứ để xảy ra, đó là cái cuối cùng của 5 cái. Thời đó thì nó có 5 thứ để mà những cái ác của thế gian này đi, và cái thiện và cái thật từ đó sẽ tồn tại trên quả địa cầu này 3-4 nghìn năm. Chúa Giêsu tức là Phật Di Lặc sẽ tái lâm. Còn tại sao Ngài lại chọn Kiệt thì hiện giờ Kiệt đang nói, thì sẽ có một số anh em con chiên bên Công giáo sẽ cười bể bụng
Ô, cái thằng này đâu có hiểu gì Chúa bằng tôi học thần học ở bên La Mã, tôi là ông cha, tôi là linh mục, biết bao nhiêu hồng y trên thế giới, lại sao chọn dốt ở vùng quê miền Tây này, rồi không có hiểu gì Chúa mà đi học Phật mà hôm nay lại là người được Chúa chọn để truyền tin. Đó thì các anh, các chị, con chiên ngoan của Chúa, khoan hả cười, để kỳ giải thích, khoan hả cười. Đó là vì Chúa thương tất cả con chiên của Chúa hôm nay. Muốn cứu rỗi con chiên của Chúa thì Chúa phải cho con chiên của Chúa lên một cái lớp từ học thế gian, giữ thập thiện. Thế gian có nghĩa là đời sống của nó này, giờ làm ăn lành ở hiền, có hai cuốn kinh. Nhưng ngoài đó Chúa hồi thời xưa 2022 năm về trước thì bao nhiêu đó là quá đủ rồi, thời mình còn cưỡi ngựa ăn lông ở lỗ. Cái thời nay mình sắp sửa đá banh với người hành tinh nó UFO, mỗi bên 12 người á, thì cái thời đại nó văn minh như vậy. Bây giờ là mình đã thấy G5 rồi đó, không đi iPhone 13 Samsung đồ lợi hại lắm. Thì mình phải học trong cơ thể bản năng của con người mình nó có linh hồn và nó sẽ chuyển thế đi từ thân này qua thân khác. Không có dạy mấy cái đó nhiều, chỉ dạy mình ăn hiền ở lành. Thì các cả bên Hồi giáo cũng vậy, đến khi Phật như là xuất hiện, tức là Chúa xuất hiện, Chúa cho mình lên lớp với dấu hiệu này. Dấu hiệu này có từ năm 1979, thì tất cả con chiên của Chúa tương lai sau này sẽ học Phật. Phật không phải là đạo mà là một cái công thức, mình nên nhớ mình học một cái công thức mới, giống như là mình biết làm toán cộng trừ nhân chia, hôm nay mình học toán đại số vậy đó. Mình lên lớp thì để mình có mở ra trong tất cả kinh Phật mấy nghìn tam đại tạng kinh, có điều có dạy hết, mật tông và bên ngồi thiền của Ấn Độ và Tây Tạng Việt Nam luôn nữa, thì mình sẽ mở thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và thiên tâm thông, cảm ứng thông, rất là nhiều thần thông. Khi con người trong tương lai, những đứa trẻ sau này và cả ngày hôm nay, những đứa mà nó hồn nhiên, nó có thể ngồi thiền 3 tháng, nó có thể sẽ thành một người siêu trí tuệ với định tuệ. Khi mình giữ giới luật, mình sẽ sanh ra trí tuệ, từ trí tuệ mình sanh ra thần thông, thì con người lúc đó sẽ không còn nói láo lẫn nhau, không còn mưu mô tính toán, và mình sẽ biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình, thì con người nó sẽ sống trang hòa với nhau trong những thế kỷ về sau. Thì cái kênh này của Kiệt là khuyên người ăn hiền ở lành, và Kiệt là người truyền tin cần cái chuông cái kẽn đi trước để báo động vị này sẽ tái lâm, sẽ xuất hiện. Thì trong kinh thánh của bên Khải Huyền, bên Công giáo đó thì cũng có nói đó, nhưng mà hôm nay trong đó cũng có nói đến khi ta xuất hiện chứ mà các ngươi cũng không biết. Thì hôm nay Kiệt làm cái mặt về, Kiệt cũng cố gắng để nói cho quý vị biết là tại sao Chúa chọn Kiệt mà không chọn những nhà thần thông thông thái ông cha Hồng Y hay là Đức Giáo Hoàng để mà nói mấy cái chuyện này, là vì cái lòng của Kiệt không có dị biệt, không có dị biệt tôn giáo. Bất cả tôn giáo nào cũng đều là từ thượng đế lập ra, cha là thượng đế, thì Đức Chúa Trời của Công giáo là một cái thân cây bao nhiêu nghìn năm á, thì một cái nhánh cây nó mọc. Phật giáo là một cái nhánh cây, Hồi giáo là một cái nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây, Cao Đài giáo là một cái nhánh cây, rồi tới Hòa Hảo giáo, Bửu Sơn Chùa Hương, tất cả đều là nhánh cây và bông hoa trong một cái thân cây của thượng đế. Chỉ vì khác vùng miền, khác tiếng nói cho nên nó hơi khác một chút, nhưng mà mục đích chính của cha lập ra tất cả các đạo trên thế giới là để cho chúng ta học để sửa cái tâm ăn hiền ở lành, mục đích chỉ có vậy thôi, là làm người tốt, cái chữ tốt thôi, mà phải lập ra biết bao nhiêu cái đạo. Nếu vô tình hôm nay biết chữ tốt thì đâu có đến nỗi mà hôm nay nghe là thua te tua, thua đến nỗi là cả thế giới tẩy chay. Bây giờ thì còn sợ quê mắc cỡ lầm lì đánh cầu cưa, chứ thật sự trong lòng đã biết thua rồi.
24 tiếng đồng hồ không thắng mà tới ngày hôm nay vẫn còn đánh, tức là thua. Ý là như vậy, cũng giống như ông Trump bước xuống nhưng tức là thắng. Thì lâu nay kìa cũng nói về ông Trump vậy. Đó là năm thứ để mà tất cả những cái ác, những cái tà mị của ma ở trên trời, có thiên ma nha, tức là Satan á, nó cũng đang đấu đá với Chúa trận á. Thế nhưng thì con cháu nó cũng vậy, mà muốn làm sạch sẽ cái trái đất này á, thì là nó có năm thứ phải làm sạch sẽ. Thứ nhất đó là thiên tai khắp mọi nơi, khí hậu thay đổi khắp toàn cầu. Quý vị có thấy gần đây bao nhiêu chuyện, nào là lũ lụt nè, hiện giờ đang lũ lụt Việt Nam Hà Nội đúng không, rồi rừng cháy, núi lửa ở Hải Ngoại cháy, rồi những cái trận động đất, rồi sông máu, rồi đất nẻ gì đó. Đó, đó là thiên tai là một thứ. Thứ hai là nạn đói lương thực, thứ gì bây giờ cũng đang thấy đó, nạn chết đói khắp toàn cầu sắp sửa xảy ra nữa, mà nó đã ra đói rồi, Việt Nam mình cũng đang đói lai rai rồi. Cái thứ ba là về chính trị, chính trị nó ảnh hưởng qua tài chính khủng hoảng. Thì giờ quý vị thấy giá xăng nó nhiều chỗ lên tới 7-8 đồng luôn á, nó đau lòng, làm cho cả nền kinh tế thị trường chứng khoán khủng hoảng. Nhưng mà cách đây 5-6 tháng Kiệt có nói là thị trường chứng khoán nó sẽ khủng hoảng. Những người mà chơi stock á, nếu mà theo dõi Kiệt hôm nay chắc cũng đỡ bị phá sản đó nha. Là ba thứ: chính trị, tài chính, khủng hoảng toàn thế giới hết, rồi tới bệnh tật. Năm 2019 là từ dịch Vũ Hán lan tràn ra, nó tới 600 triệu người trên thế giới đang bị nhiễm và 6 triệu người chết, cỡ khoảng đó. 600 triệu người bị nhiễm và đang tiếp tục tới ngày hiện tại, ngày hôm nay của chúng ta. Đó là bệnh tật, là cũng để chờ ông này xuống. Rồi tới cuối cùng là bom đạn, do chính đồng tiền xương máu tiền thuế của mấy tỷ người trên thế giới gom góp lại để chế 18.000 quả bom nguyên tử khắp toàn cầu sắp sửa nổ. Chuyện nói là sắp sửa nổ đó, nhưng mà cũng may phước kỳ đó Kiệt đặt cái bàn thánh năm 2018, Kiệt xin Chúa, xin Cha, xin tất cả các chư vị trên, nếu mà nó nổ một cái không biết con ở đâu á, con trốn ở đâu nữa. Tại nhà con nhỏ lắm, con ở cái nhà có 923.000 thôi, không có đào được cái hầm. Cho nên thời đó mấy vị nói rồi, ba sẽ không cho bom nổ, thì bảo đảm bom tử sẽ không có nổ. Là vì thời đó chư Phật đã phóng hào quang xuống ngay đỉnh Thiên Long Sơn, lúc đó được lập bàn thánh thì có hình đó. Đó là năm thứ. Tất cả những cái ác như một khối sắt khổng lồ, trung trọng nó rất là hùng mạnh và giàu có, cả Nga cũng vậy, một khối thép khổng lồ. Thì ở trên chư vị mới giờ có năm thứ để mà tách cái cục sắt, cục thép này ra, thì bảo đảm con người tính cỡ nào cũng không bằng ở trên tính, trời tính. Thì chỉ mong những ai trên thế gian này tới ngày hôm nay mình đã trải qua như vậy rồi, lần cuối hôm nay thì xin tất cả các quý vị bên Công giáo Phật giáo phải tin Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Chúa sẽ tái lâm. Bên Phật giáo cũng không tin, mấy triệu Phật tử trên thế giới hôm nay cũng cà lơ cũng chưa tin Kiệt, và mấy tỷ người trên thế giới cũng vẫn chưa tin Kiệt, chỉ có một số nhỏ không tới ..1000% còn tin Kiệt. Thì số đó Phật mới nói là 10 chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì trong lúc này là thời sàng lọc. Sàng lọc là gì? Sàng lọc cái tâm, cái ngã của mình, cái học vấn thế gian của mình, chẳng qua giúp cho mình có cuộc sống đàng hoàng, có hai tầng lãnh một cái đầu lương về nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà ngoài kia bao la vũ trụ có rất là nhiều chuyện quyền thoại, quyền duy, thần thông và thiên ma đang đấu đá chển. Chứ là còn tất cả những lãnh đạo thế gian, bao nhiêu nước của NATO hay là
những thói trục của Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn chẳng qua là những con cờ thôi, chứ gì chỉ đang từ từ để cho hạ cái màn này xuống, mà với sự chết chóc rất là ít, thì đó là sự ân ân huệ ân phước của Thượng Đế rồi. Sắp sửa có chiến tranh thứ ba, Chúa Giêsu sẽ tái lâm sau, sẽ giáng trần sau cái sau khi mà nhân loại đang lúc mà quá khủng khiếp, quá cần Ngài. Nhân loại chúng ta 7 tỷ người, mỗi ngày ngủ sáng thức dậy không biết ngày mai mình có thức hay không, hay là mình ngủ luôn. Một trái bom nó nổ ra thôi, không chi 18.000 trái bom nguyên tử, mà nó mạnh hơn những trái bom thời đại nhị thế chiến biết bao nhiêu lần. Thế là Phật. Và việc giải thích cho tất cả những con chiên ngoan đạo thuần, và đồng thời cái đầu cũng bự cái này, tức là học cao á thì cái đầu mình nó vô nhiều, phải không? Giống như mình uống nước thì cái bụng bự vậy, thì học nhiều thì cái đầu bự, nghĩa là ngã mạng á. Hôm nay xì bớt lại chốt, thì mình coi những gì cái thằng đã được Chúa chọn ba truyền tin này nói trúng chặt. Nếu được nói chặt, mời tất cả các bạn lên núi Thiên Long Sơn, địa chỉ là 3215 Calarat ở Mipitat, Bắc Cali, đối chứng với Kiệt, Kiệt khách luôn á. Tại vì hôm nay á, là sắp chết một đống tới nơi á, Kiệt giờ cũng không biết hết ý hết lời với quý vị luôn á. Thách những người Công giáo lên trên núi đối chứng với Kiệt. Còn linh Phật thì cái nhã cũng cao lắm, cho nên họ cũng biết nhưng mà trong lòng tin nhưng mà không có ra mặt. Đó là Kiệt biết như vậy. Vì Kiệt thương các con chiên của Chúa, là nhiệm vụ của Kiệt xuống đây truyền tin để cho Chúa được cứu khi Ngài xuất hiện. Là vì khi Ngài xuất hiện là Ngài muốn chọn người hiền, chứ Ngài không có muốn chọn cái người cái đầu bự. Ta kêu các con học để có lòng tin, chứ không phải ta kêu con học cho giỏi rồi cũng giống như uống nước thì phải xì ra, chứ đợi uống nhiều vô rồi cái đầu cũng bự chừng đó. Thì đa số thời nay là vậy, vì vật chất, vì cuộc sống, vì hai thách, tức là điện thoại, rồi văn minh quá, khoa học cao siêu quá, cho nên những chuyện tâm linh đó, họ xa vời, càng học cao càng xa tâm linh.